không? Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng mình đang có mặt ở đây để sáng tạo các video TikTok kiểu view các bạn ạ. Em đang nhảy bài làng lá hot trend ở trên TikTok anh ơi. Đó, nhảy chéo không? Này, em đăng bài này lên TikTok cái kiểu gì được 100 triệu view anh ạ. Nhảy như con lăng quăng đòi 100 triệu view. Cái gì? Muốn 100 triệu view thì phải sáng tạo những video nhập vai. Xin chào các bạn, mình là tám thử lừng danh cô lạc. Hôm nay mình sẽ tham gia phá án. Vụ án gì đấy? Vụ án hôm qua nhà bà Hoa bị mất vị. Những video đấy xưa rồi. Các cậu có biết video nhiều view nhất ở trên TikTok là video gì không? Đó chính là những video ảo thuật. Tặng cậu. Thế nhưng mà cái này em, tớ biết rồi. Anh biết tất cả các em ai cũng giỏi. Thế thì anh em mình bước ngay vào lượt thi đấu đầu tiên. Ở lượt thi đấu đầu tiên, nếu ai mà làm video TikTok hay nhất, nhiều view nhất sẽ được thưởng tất cả số phần quà ở đây này. Đó chính là Lì Xì Cun, thẻ cao tỷ phú, túi cun đa năng Tết tung tăng, máy ảnh cun có ngay luôn. Bốc thăm đi các em, bốc trúng lá thăm nào sẽ chọn chủ đề của lá thăm đó. Em lấy màu đỏ, em lấy màu đỏ. Màu vàng đi. Em thích màu xanh. Ôi dồi ôi, Việt hóa thiên nga anh ạ. Mẹo vặt hài hước cái này anh ơi. Mẹo vặt hài hước, còn của co là cái gì? Hiện tượng siêu nhiên. À anh nhớ rồi, lần trước em cũng làm hiện tượng siêu nhiên mà bị sét đánh ấy đúng không? Thôi, lần này em sợ lắm rồi. Để thực hiện được chủ đề mẹo hài hước thì mình đã chuẩn bị một hộp ốc chó và rất là nhiều đồ ở đây. Bây giờ mình sẽ ấn quay máy này. Rồi. Vậy đã xong cảnh đầu tiên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dán quả ốc chó vào đây và giả vờ đấm vỡ quả ốc chó các bạn ạ. Đeo găng tay bảo vệ đôi tay của mình các bạn ơi. Đấy. Chai thì mình đã cắt đôi rồi. Bây giờ mình sẽ úp lên này các bạn ơi. Đấy. Thuật bấm quay. Bây giờ là đến cảnh quan trọng làm lát quả ốc chó này. Ơi không vừa các bạn ơi. Nhưng mà không sao, các bạn xem video tí không biết kết quả. À bấm quay. Đấy. Chủ đề của mình đó chính là vịt hóa thiên nga. Thì đầu tiên là mình phải biến thành con vịt trước. Sau từ con vịt mình mới biến thành con thiên nga được các bạn ạ. Tức là mình phải xấu trước các bạn ơi. Đây, mình đã chuẩn bị một bộ trang điểm đây. Rất nhiều dụng cụ các bạn ạ, rất nhiều chổi. Đấy, chổi đây các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ đánh mặt mình này để cho nó xấu đi các bạn ạ. Trang điểm nhưng mà lại để trang điểm nó xấu đi các bạn ơi. Rồi. Đầu tiên là môi. Rồi. Đánh làm nào để mặt mũi mình ấy mà ấy kiểu như là chỗ sáng chỗ tối ấy, các bạn ơi, như kiểu là vừa trong bụi rậm đi ra ấy. Tiếp theo là bảng màu mắt các bạn ơi. Cái bảng màu này ấy, của mình ấy, thì bình thường mình sẽ sử dụng màu hồng, màu xanh, màu tím, màu đỏ, nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen các bạn ạ. Rồi, đánh nhiều hơn này. Đấy, sưng sưng lên. Như kiểu là nó bị bẩn ấy các bạn. Rồi. Đánh quầng thơ mắt. Như kiểu vài năm không ngủ ấy các bạn ơi. Đã xong phần mặt rồi các bạn ơi. Bây giờ thì để cho tăng thêm cái phần mà kiểu như là xấu xí của mình thì mình sẽ tháo cái tóc này ra. Rồi, sau đó là mình sẽ tung cái tóc của mình ra rũ rượi một tí các bạn ạ. Nó rối, nó phải rối rối một tí. Đấy. Úi giời, chóng mặt quá các bạn ơi. Chóng mặt quá. Đấy, đây, đây. Đây, rồi. Tiếp theo là một chiếc máy điện thoại các bạn ạ. Thì ở đây là có chế độ 1 này và 0.5. Thì mình sẽ sử dụng chế độ 0.5 để quay video nha các bạn nha. Để cho lấy được toàn cảnh luôn. Bấm quay. Đầu tiên cảnh 1 là bấm quay cứ bật lên bật tốc lên tốc xuống các bạn ơi. Bảo đấy. Tự nhiên bảo anh mặc cái bộ quần áo trang điểm cho anh xấu như thế này. Thì anh ơi, anh còn phải đội tóc giá nữa cơ anh ạ. Làm cái gì nó phải đẹp trai một tí chứ. Ôi trời, đẹp lắm rồi anh ơi. Bây giờ anh cứ hất đầu lên, anh hất lên cho em, rồi anh diễn cho em là được. Ok. Hất đầu thì thôi. Ừ ok, thế thôi. Nào, bắt đầu này. Thế này á? Hất xuống, từ dưới hất lên. Thế này. Rồi. À. Nào, 2, 3. Ủa rồi.
Làm gì đấy anh ơi? Thì em bảo anh vừa làm này. Lại còn đổi tóc giả nữa. Thôi ra đi để em đi hình. Xin lỗi mọi người nhé, làm lại. Hiện tượng siêu nhiên. Đầu tiên mình phải chuẩn bị một chiếc ghế như thế này. Và đây là chân máy ảnh nữa. Bước tiếp theo là mình sẽ nhờ anh gấu đỏ vào trợ giúp. Anh gấu đỏ ơi! Anh đây! Anh ngồi lên đây cho em. Được luôn! Sao anh chỉ ngồi đây à? Anh đây rồi. Anh cầm hộ em cái máy ảnh cùn có ngay luôn. Anh cứ chụp nhiều bức ảnh vào cho em nhá. Chụp ảnh à? Ví dụ. Đây bây giờ mình vẫn xem bắt đầu bấm quay này. Rồi, đây, chụp em này. Xem nắm đẹp không anh? Đẹp. Đưa, thành công rồi, em cảm ơn đấy. Ôi, chả em máy ảnh này. Để. Lượt quay thứ hai, mình sẽ sử dụng thêm một chiếc chổi lau nhà. Vẫn khung hình đấy, vẫn góc máy đấy. Và chiếc ghế vẫn nằm ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ lau nhà. Thành công rồi, bây giờ mình sẽ đi chỉnh sửa video. Anh câu đó, chấm điểm đi. Để anh xem. Chấm điểm bài của em trước đi. Bài của em chắc chắn là điểm cao nhất. Chưa chắc đâu. Tớ đây này, video của tớ hay lắm. Chắc là tớ nhất thôi. Tớ chỉ có chắc thôi, còn đây là khẳng định này. Đây là khẳng định là giành giải quán quân này. Anh xem luôn. Được rồi, video đầu tiên của cò. Mời anh sang, cho anh ngồi lên ghế. Anh cứ tưởng là mày cho anh ngồi xem mày lau nhà. Hóa ra là anh được ngồi lơ lửng ở trên không. Cứ như kiểu là anh có một phép thuật gì ấy nhỉ. Đúng kiểu là phép thuật siêu nhiên luôn. Nhưng mà tuy nhiên anh thấy video của mày hơi ngắn, xem nó vẫn chưa đã mắt lắm. Nếu mà mày làm dài hơn, nhiều tình tiết hơn thì chắc chắn là sẽ hay hơn rất nhiều. Video này anh sẽ chấm cho mày 9 điểm. Yeah! Đấy, thấy chưa? Vua TikTok là tớ. Ôi, mày biết trên con 9 là con gì không? Là con số 1. Là con số 0. Đúng rồi, là con số 0. Là 10. Tao chắc chắn sẽ được 10 cho mà xem. Quân hiếp. Thì anh thấy một số góc quay chưa được đẹp cho lắm. Thêm nữa là phần diễn của em có một số chỗ chưa được ổn. Thế nên anh cho video này của em 9 điểm. Wow! Thấy chưa? 9 điểm này. 9 điểm. Trong khi mình thấy video ấy nó dài não. Dài. Thế mày có xem hết video không? Có. Thế mày xem đi xem lại không? Có. Đây, chứng tỏ video của tao hay. Thế là anh không ai được 10 điểm. Con số 10 sẽ được về tớ. Anh có đổi xem luôn đi anh ơi. Làm gì đấy anh ơi? Đặt quay mà. Quay gì mà quay. Úi dồi. Đang có đồ tóc giả nữa. Thôi anh đi ra ngoài đi. Xin lỗi mọi người nhé. Làm lại. Oh.
video của em có tính giải trí khá là cao Hà Sam ạ. Tuy nhiên anh thấy video này thì cái chủ đề này ấy, nó cũ quá rồi. Em chưa có sự đổi mới, chưa có sự sáng tạo. Mà cái lúc mà em từ Việt biến sang Thiên Nga ấy, chưa thấy được một cái đột phá, thay đổi quá nhiều. Nó vẫn hơi bình thường quá. Nên video này của em anh sẽ chỉ cho em 8 điểm thôi. Cái giây phút quyết định này thì... Ôi... Xấu đâu mà xấu, vẫn trinh mà. Cỏ với con íp đều được 9 điểm. Nhưng mà chắc chỉ có một người chiến thắng cuối cùng để còn nhận phần thưởng. Bây giờ hai em hoạt tù tì đi. Mình sẽ chọn cái bao. Vì cái bao là bao bọc tất cả, sẽ chiến thắng cỏ. Cái thằng này, nó nói gì mà nó nói to thế nhỉ? Là có âm mưu gì ở trong này. Một, hai, ba. Sao mày không ra kéo? Mày nói to như thế để tao ra kéo gì? Nhưng mà tao đâu có ngu, tao đâu có mắc mưu mày. Ôi, anh cứ đỏ, thế là em chiến thắng rồi đúng không? Chúc mừng em, tất cả số phần quà này sẽ thuộc về em. Tỷ phú niềm vui, tỷ phú nụ cười, tỷ phú thật xinh tươi cho ngất mời em dạng ngời. Tỷ phú việc tốt, tỷ phú điểm 10, ai cũng có thể trở thành tỷ phú thì thật quá tuyệt vời anh nhỉ. Cò may mắn thật đấy này. Hả? Nếu mà anh cậu muốn mạnh như thế thì cậu mua thùng sữa túi cun tỷ phú đi. Đúng rồi đấy. Từ 25 tháng 12 năm 2023 đến 28 tháng 2 năm 2024, khi mày mua một thùng sữa cun tỷ phú là mày chắc chắn sẽ trúng bao lì xì may mắn. Bọn tớ ấy bọc mấy thùng rồi ấy, mà thùng nào cũng có tiền lấy hết luôn. Mấy giá thì từ 5.000 này, 10.000 này, 50.000 này, 100.000 thậm chí có 500.000 luôn đấy. Vậy cơ? Ừ, hoặc là thẻ cao tỷ phú với 100% trúng nhiều phần quà hấp dẫn như tao đang cầm đây nè. Quà là túi cun đá năm Tết tung tăng này hay nè. Túi thì nhỏ xinh, dáng thì ba lô hoặc đeo chéo đều đẹp. Này, bên trong còn có túi nhỏ nữa nè. Túi này tớ mà mai đi đừng đi xỉ Tết thì quá ok. Ây da, đẹp trai đấy, để tao in cho mày bức ảnh. Quả là máy ảnh cun có ngay luôn này cũng hay này. Đây là máy ảnh lấy liền chụp cái có ảnh luôn. In chưa, in chưa? In này, đấy. Ui, đây. Đâu, đâu? Đâu? Đấy, đâu? Cứ đâu? Từ từ đây, 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 đây. Nói ra rồi. Sao nó đẹp xì xì thế? Mày phải đợi 2 phút thì nó mới lên màu được. Mà cái máy ảnh cun này á, mày mang đi chơi Tết chụp ảnh cho bạn bè với người thân, ai cũng cười tít mắt luôn. Mà, còn quà gì nữa không? Có. Hả? iPad cun biết tuốt. Ui, xịn thế á? Có nó, ai cũng phải ngưỡng câu. Mày lấy iPad để trả được nhiều thông tin lắm. Hoặc lấy nó để liên lạc với mọi người ở bất cứ nơi đâu cũng thích lắm chứ. Nhưng Hà Sam ơi, tớ có một thắc mắc, tại sao gọi là cun tỷ phú? Ôi giời ạ. Tỷ phú ở đây là tỷ phú niềm vui, tỷ phú nụ cười và tỷ phú việc tốt. Nghĩa là nếu mà việc tốt cũng được quy ra thành một loại tài sản thì việc chúng ta làm thật nhiều việc tốt thì cũng giống như là một dạng tích lũy và sẽ trở thành tỷ phú. Và mình nếu mà mình làm thật nhiều việc tốt này thì sẽ mang đến nhiều niềm vui, nhiều nụ cười dành đến cho tất cả mọi người. Ý nghĩa thì nhở. Mà đấy khi nào lên hạn Hà Sam? 28 tháng 2. Thế thì tớ phải tham gia ngay và luôn mới được. Các bạn thấy lượt chơi vừa rồi ai hay nhất thì hãy bình luận cho gấu đỏ biết với nha. Còn bây giờ là các lá thăm cho lượt chơi thứ hai. Các em bốc đi. Ê, em bốc trước. Em ôi anh ơi, của em này là mẹo vật ẩm thực cơ nha. Chủ đề này hay đấy, ăn thoải mái luôn. Nhưng mà em có biết nấu ăn đâu. Giải mã ảo thuật. Đúng sở trường của em anh ạ. Ui lần này em lại nhất tiếp cho mà xem. Còn của quân hiếp là cái gì đây? Là làm ảo thuật anh ơi. Thế thì em cạnh tranh với lại cò. Quân hiếp làm ảo thuật, còn cò sẽ giải mã. Thì em chả nhất. Là video mẹo vật ẩm thực này ấy, thì mình cần hai người hỗ trợ mình, đó chính là anh có đỏ vặt cò. Đấy các bạn ơi, tạo hình anh gấu đỏ như này các bạn nha. Là anh gấu đỏ sẽ vào một vai kiểu như là một người rất là khốn khó này. Rồi sau đó thì anh sẽ được một người nào đó bí mật là cho một thanh sô-cô-la này. Và anh ăn với một tâm thế rất là ngon lành cành đào. Được ăn luôn đúng không? Không được ăn, anh mới chỉ đang bóc thôi. Khi mà anh chuẩn bị bóc nha, thì cò sẽ đóng vai là người bắt nạt. Cò đi về phía bên kia, cò chạy đến, rồi cò giật lấy cái này luôn. Ok? Ok luôn. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ừ.
Ôi trời ơi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cảnh 1 đã xong rồi, cảnh 1 đã xong. Bây giờ là anh phải khóc nhiều hơn nữa. Anh phải đau khổ hơn nữa. Bởi vì đây là một cái món đồ mà anh, là đồ ăn của anh rất quý giá, rất giá trị. Mà anh bây giờ anh bị cướp như thế là anh phải rất là buồn, rất đau khổ. Anh phải khóc. Anh khóc lại nhá. Ok, diễn lại nhá. Cắt. Rồi, tốt lắm anh ơi, anh diễn đạt rồi. Rồi, bây giờ là tiếp đến là cảnh tiếp theo các bạn nha. Mình sẽ là người đi về phía bên kia, mình đi đến đây và mình nhìn thấy anh gấu đỏ bị như vậy thì mình sẽ giúp đỡ anh gấu đỏ. Bây giờ mình sẽ biến sô cô la vụn này thành sô cô la tan chảy các bạn nhá, bằng cách thả nó vào trong đồi nước nóng. Tuy nhiên thì nước nóng rất là nguy hiểm nên là các bạn không được bắt chước tại nhà nhá. Bấm quay nè. Sau khi thả vào đây thì mình phải đợi 5 đến 10 phút để nó tan chảy ra. Ủa ôi, nóng quá các bạn ơi, một cây thông các bạn. Mình sẽ làm một cây thông. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó thành một cái kẹo hoàn chỉnh luôn các bạn ơi. Bây giờ mình tạo viền xong đó thì mình sẽ làm đổ đầy sô-cô-la bên trong. Ui. À, thế là xong cảnh đầu tiên. Các bạn có biết tại sao mình lại bắt được cái tâm này không? Ôi, rất là siêu đấy, tay không có gì nhá. Ấy, thấy chưa? Thực ra là mình đã dán cái tâm ở đây rồi. Thế là xong cảnh đầu tiên. Cảnh tiếp theo, các bạn có nhìn thấy không? Mình đang rót coca vào cốc mà rót mãi nó không đầy, mãi nó cũng không hết các bạn. Đấy, các bạn cứ chờ đi, chờ xem một lúc nữa. Và đây này, đây chính là cảnh quay tiếp theo của mình. Các bạn có thấy nó hay không? Mình đã dán chiếc băng dính vào cái lon coca này và mình thực hiện rót vào cốc. Nhìn như thật lên của các bạn ạ. Đấy, đấy, được rồi, bây giờ mình sẽ bấm quay nhá. Bắt đầu này. Thực ra mình thích quay video thám tử hơn, nhưng mà bốc vào ảo thuật rồi thôi cũng được, cái này view cao lắm. Nào, đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị máy ảnh này. Nào, chuyển sang đây, video này. Đấy, bấm quay và một chiếc ô các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở ô ra. Đấy, rồi. Cái này cần phải có người giúp. Hassam, ra quay giúp tớ. Thời gian đã kết thúc rồi, bây giờ mình sẽ đi chấm điểm cho các thí sinh. Chắc các em cũng mệt rồi đúng không? Bây giờ uống sữa cun đi ăn, lấy lại năng lượng rồi anh sẽ chấm điểm cho các em. Em xin. Em xin. Lượt chơi thứ hai này, video của ai sẽ hay nhất, hấp dẫn nhất và nhiều view nhất, các bạn nhớ bình luận cho chúng mình biết với nha. Và lượt đầu tiên anh sẽ chấm điểm chấm điểm quần hip để xem nào, video của em nào. Ai chà. Hết chưa? Hết rồi. Có ngắn thế này nữa. Thế thôi. Cái video vừa xem được có một tí đã hết rồi. Thế ảo thuật ở đâu? Một người biến thành hai người đấy. Thế này người ta không gọi là ảo thuật. Thế này là người ta gọi là cắt ghép video. Anh nhìn thôi là anh biết là đến điểm cái ô quay này em dừng, xong em nhảy một người nó vào rồi em cắt ghép vào. Nó có gọi là ảo thuật đâu. Ai lại làm video đơn giản như thế này đúng không các bạn? Chưa đâu vào đâu cả. Thôi được rồi, video này anh chấm cho em 7 điểm. Sao này đâu có 7 điểm? Video nó đơn giản quá, nó ngắn quá, chưa có nhiều tính sáng tạo. Anh cần một cái video dài hơn, hay hơn và hấp dẫn hơn. Ơ anh con đỏ, sao anh chấm có 7 điểm? Bài của quân hiếp như thế. 5 điểm ơi. 5 điểm á? Cậu chấm thấp thế, đang tuổi 2 điểm ơi. 2 điểm. Đừng có khinh thường, kéo các cậu chỉ được có 1 với 2 thôi. Video của co. Nhiều trò ảo thuật đã xuất hiện ở trong video của em. Tuy nhiên,
các trò ảo thuật này thì nó đơn giản quá. Anh cần là cần một cái video mà có những trò ảo thuật nó chạm tới đỉnh cao để cho người xem người ta phải tò mò. Còn em ấy làm những cái trò mà anh thấy nó kiểu nó dễ đoán quá. Ví dụ nhất là cái trò xoay bút cuối cùng của em ấy. Anh nhìn là anh đã biết là trong tay em kiểu gì có một cái bút ở trong rồi. Em xoay nhưng mà quay video nó vẫn bị lộ. Nhiều cảnh là nó vẫn lộ ra. Người ta xem người ta đã nhìn thấy rồi thì cần gì phải giải mã, đúng không các bạn? Tại sao em không làm những cái trò ảo thuật nó khó hơn đi, nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn, nó bí mật đi? Rồi ôi anh ơi, em cũng muốn làm lắm chứ, nhưng mà những cái video trước ấy em đã vắt hết óc ra để mà suy nghĩ, để mà trổ tài rồi. Đến video hôm nay hết ý tưởng anh ạ. Hết ý tưởng mà cũng dám đi thi. Thôi lần sau cố gắng làm những video nào nó sáng tạo hơn. Lần này anh chấm trước cho, tại vì anh thấy có sự cố gắng rồi. Anh sẽ chấm cho cò 8 điểm. Thôi 8 điểm cũng được rồi. Tận 8 điểm. Ảo thuật thì có hay bằng mình đâu. Thế mày làm mấy trò ảo thuật? Một. Có một trò. Tao ấy làm 3 trò. 8 điểm là đúng rồi đấy. Lượt chơi trước em được giải mấy điểm? Đừng nói anh ạ. Bây giờ anh chỉ tập trung vào cái lượt thi lần này thôi anh ạ. Còn lần trước đó là quá khứ rồi. Thế để xem lần này Hà Tham có cố gắng hơn không các bạn nha. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ đã có cách này rồi. Độ dài vừa phải, xem rất là thú vị, hay, kịch bản ấn tượng. Tuy nhiên rồi. Anh hơi xấu. Ui giời ơi, thì anh xấu sẵn rồi. Nhẽ ra em phải cho anh đẹp trai một tí, lên phải chỉnh sửa. Ít ra là đội cái tóc giả như thế, mặt xấu đấy, nhưng em phải làm mịn ra anh đi. Đây em để mặt anh vẫn đầy mụn, đầy nốt ruồi như thế, xấu. Làm video là phải hoàn chỉnh, từ ánh sáng, màu sắc, rồi đến cả khung cảnh xung quanh phải sạch sẽ. Làm người ta bẩn, thục sâu bẩn như thế. Thôi, nhẽ ra người ta cho 9,5. Nhưng mà thôi, mình cho 9 điểm. Ôi giời, thế mà ông được 9 điểm. Ôi 9 điểm vẫn nhất anh ạ. Ôi 9 điểm vẫn nhất. Kiểu là không được 9 điểm thì mình cho 1 điểm. Thế là lượt chơi này Hà Sam là người thắng cuộc các bạn nha. Vậy là video sáng tạo không video TikTok triệu view của chúng mình đã kết thúc rồi. Các bạn xem video có thấy hay không? Và các bạn ơi, cũng gần đến năm mới rồi. Gấu Đỏ chúc tất cả các bạn năm nay ai cũng trở thành tỷ phú nha. Tỷ phú không nhất thiết phải là tỷ phú tiền bạc, mà chúng ta hãy trở thành tỷ phú niềm vui, tỷ phú nụ cười và tỷ phú việc tốt các bạn nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây kết thúc rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.